Đam mê để thành công và giàu có Xin chào các bạn, ông Edison, ông làm ra bóng điện, ông làm cả ngàn lần thất bại, nhưng ông làm hoài rồi cũng có được một phát minh lịch sử, đó là tạo ra được bóng điện. Và chúng ta giờ đây không thắp nếm mỗi đêm là nhờ một anh chàng đam mê như thế. Có đam mê thì mới theo đuổi công việc đến cùng, và có như thế thì mới bước đến được thành công. Đó là bài học, là món quà mà hôm nay chúng tôi dành tặng các bạn cho những ai đang đeo đuổi con đường thành công để trở nên giàu có và thịnh vượng. Và so với việc tạo ra bóng đèn điện thì việc bạn đến với thành công có thể dễ dàng hơn nhiều lần. Vậy còn chân chừ gì nữa, chúng ta hãy bắt đầu ngay thôi nào. Trước hết, bạn có biết đam mê là gì không? Ở đây chúng ta cần phân biệt được đam mê và ham mê. Đam mê mang nghĩa tích cực, hiểu một cách nôm na nhất đó chính là niềm yêu thích, khát khao theo đuổi đến cùng một lĩnh vực gì đó, là động lực để các bạn có thể cống hiến hết mình và tận dụng toàn bộ thế mạnh sở trường của mình để cống hiến cho lĩnh vực đó. Hành trình đi đến thành công bao gồm việc xác định thế mạnh của bản thân, đưa ra quyết định đối với niềm đam mê của chính mình, trực tiếp bắt tay vào hành động và không ngừng học hỏi với niềm say mê. Khi theo đuổi được nó đến cùng, chắc chắn bạn sẽ thu về rất nhiều những quả ngọt từ sự nỗ lực không ngừng đó. Làm sao biết được mình đam mê gì? bạn sẽ không thể tìm được đam mê nếu như bạn không làm gì không chịu vận động không chịu hy sinh nó chỉ bắt đầu khi các bạn bắt tay vào một công việc và tận dụng hết khả năng của mình để hoàn thành nó trong quá trình làm việc nếu công việc thực sự hợp với sở trường của bạn bạn cảm thấy vui vẻ mỗi khi làm nó dù rằng phải hy sinh và nỗ lực rất nhiều khi đó nghĩa là bạn đã tìm được đam mê tìm được lẽ sống cho cuộc đời mình rất nhiều người loanh quanh trong một vòng tròn luẩn quẩn khi đi tìm kiếm đam mê của mình Hãy bình tâm xem xét lại bản thân, xem thế mạnh thực sự của bạn là gì. Tìm một công việc có thể phát huy tối đa những thế mạnh mà bạn có và sốc hết tâm sức khả năng để hoàn thành nó. Chắc chắn khi đó ngọn lửa trong bạn sẽ bùng cháy, bạn sẽ nhận ra là mình đang cần gì, muốn trở thành người như thế nào. Đam mê có đem lại thành công hay không? Đây là một câu hỏi khó có thể có câu trả lời một cách đầy đủ nhất. Nhưng có một điều chắc chắn rằng, khi có đam mê, con đường tới thành công của các bạn sẽ được rút ngắn hơn rất nhiều. Hiện nay, chúng ta vẫn thường nói với nhau câu slogan quen thuộc, hãy theo đuổi đam mê, thành công sẽ theo đuổi bạn. Câu nói này đúng ở mức độ nào, chúng ta tiếp tục cùng xem video nhé. Thực tế cuộc sống, bạn phải đi làm việc vì cơm áo gạo tiền, khiến cho nhiều người phải tạm gác niềm say mê của mình lại để mưu sinh. Trước tiên, người ta phải sống đã, rồi mới có thể theo đuổi đam mê được khi chỉ có hai bàn tay trắng, bạn sẽ lấy gì để trang trải cho những ngày tháng theo đuổi nó. Cuộc sống không phải lúc nào cũng là con đường bằng phẳng, do vậy, chúng ta có thể cần xác định tư tưởng rằng, con đường từ đam mê tới thành công không hề ngắn, sẽ có rất nhiều mồ hôi, nước mắt, nỗ lực và cả những rủi ro đang chờ đợi bạn ở phía trước. Vậy phải làm như thế nào để niềm say mê có thể đem lại thành công cho bạn? tìm được đã khó, nhưng cách để các bạn thành công từ chính niềm đam mê của mình lại không hề dễ dàng. Nhưng chỉ cần bạn có kế hoạch và định sẵn đường đi trên hành trình chinh phục con đường đi của mình, không phải chỉ có một niềm đam mê duy nhất, cũng không phải là chỉ có một con đường duy nhất đi tới thành công. Con đường đi của bạn có thể có nhiều việc phải làm, quan trọng là bản thân bạn biết cách nắm bắt cơ hội và biết rõ bản thân mình đang có những gì. Khi biết mình biết ta, con đường tới thành công của bạn sẽ suôn sẻ hơn rất nhiều. Và việc quan trọng nhất là bạn hãy làm, có nghĩa là hãy hành động ngay từ hôm nay. Bạn hãy bước đi những bước đầu tiên thì con đường thành công sẽ mở lối. Không hành động thì bạn sẽ không bao giờ đạt được điều gì cả. Làm như thế nào để giữ lửa đam mê? Cuộc sống của bạn chỉ thực sự vui vẻ và có ý nghĩa khi bạn tìm được một công việc thực sự phù hợp. Trong quỹ thời gian bạn có, thời gian dành cho công việc chiếm phần lớn. Chính vì vậy, khi làm một công việc mà bạn không hứng thú, cả một ngày của bạn trôi qua hầu như sẽ chẳng có ý nghĩa gì. Bạn khó có thể tìm được những ý tưởng hay cho công việc. Bạn thấy chán nản nhưng lại không dám rời bỏ công việc đó. Khi ấy nghĩa là bạn đang tự kìm hãm khả năng cũng như là niềm say mê của mình. Cuối cùng, quay đi quay lại, bạn sẽ rơi vào một vòng tròn luẩn quẩn, u uất và không tìm được hướng đi. Vì vậy, nếu công việc không phù hợp, hãy mạnh dạn thay đổi nó có rất nhiều cơ hội việc làm đang chờ bạn ở phía trước đừng vì bất cứ lý do gì mà kìm hãm đam mê của bản thân rất nhiều người đã tìm được đam mê nhưng lại không đủ dũng cảm để thực hiện được nó bạn cho rằng hoàn cảnh bắt buộc bạn phải đi theo một hướng đi khác nhưng bạn nên nhớ chính bạn mới là người quyết định tương lai của mình bạn có thể đi ngang qua một số ngành nghề lĩnh vực khác để có thêm kinh nghiệm và có chi phí để trang trải cho hành trình thực hiện đam mê nhưng việc bạn không có đủ can đảm để vượt qua mọi rào cản chính là lỗi của bạn khi không chấp nhận đánh cược, bạn đã tự vứt đi chìa khóa của cánh cửa thành công. Thứ nhất, bạn phải không ngừng học hỏi để củng cố thêm cho thế mạnh của mình. Khi có kiến thức, có kinh nghiệm, có đam mê, chắc chắn bạn sẽ có thể chinh phục được những hoài bão của mình và nắm chắc trong tay chìa khóa của thành công. Khi bạn học hỏi phát triển bản thân của mình, ắt bạn sẽ có thành công xứng với tầm của bạn. Thứ hai, bạn cần phải xác định mục tiêu một cách rõ ràng và hiểu rõ đâu mới thực sự là niềm đam mê của bạn rất nhiều các bạn trẻ chạy theo xu thế khi một ngành nghề gì đó thịnh hành liền nghĩ rằng đó chính là niềm đam mê của mình sau một thời gian các bạn thấy không phù hợp lại nghĩ rằng mình đã chọn sai đường tư tưởng không rõ ràng sẽ làm mất của bạn rất nhiều thời gian ngọn lửa đam mê theo kiểu này chẳng mấy chốc sẽ tắt ngấm bạn lại loay hoay đi tìm những con đường mới mà không hề biết mình muốn gì hãy dựa trên thế mạnh của mình và tìm kiếm niềm đam mê đích thực bạn cần phải biết bản thân mình muốn gì chứ không phải là chạy theo xu hướng chung. Thứ ba, để có thể giữ lửa đam mê, bạn hãy học tập những người thành công đi trước để có thêm nhiều kinh nghiệm. Sẽ không ai thành công ngay từ những bước đi đầu tiên. Để chế tạo ra dây tóc bóng đèn, Edison đã phải thử đến hàng trăm loại nguyên nhiên liệu. Sanders ở tuổi ngoài 70 vẫn có thể thành công với thương hiệu gà rán KFC chứ danh. Vì vậy, các bạn cần phải kiên trì và không ngừng nỗ lực. Bạn sẽ thành công nếu như vẫn giữ được lửa đam mê. Tới cùng các bạn thân mến thành công là một chặng đường không thể thiếu được bóng dáng của niềm đam mê khao khát trái bỏng về một ước mơ của bạn bạn đã tìm ra được niềm đam mê của mình chưa Hãy comment cho mọi người biết ước mơ và đam mê của mình nhé Hãy dùng niềm đam mê của bạn để thắp sáng và dẫn bạn liên tục tiến về phía trước nhé Xin chào và hẹn gặp lại